Chào các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn, nơi mà các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất, hot nhất về các ngôi sao K-pop. Và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like, subscribe và nhấn vào cuộc chuông thông báo để nhận về cho mình những thông tin mới nhất nhé. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong ngày. Mới đây thì một tài khoản Twitter đã lan truyền một bức ảnh chụp chung của V, BTS và Jennie của Blackpink. Chủ tài khoản này đăng ảnh cùng nội dung độc quyền ảnh chưa từng thấy Jennie Blackpink dong chơi với V, BTS trong hậu trường. Họ chỉ là bạn hay hơn thế. Bức ảnh nhanh chóng gây xôn xao, cư dân mạng chỉ ra nhìn vào trang phục của V có thể thấy anh đang ngồi làm tóc để chuẩn bị ra sân bay sang Pháp cùng Lisa và Park Bo Gum để tham dự sự kiện của nhãn hàng Slim. Trùng hợp thời điểm đó Jennie cũng đang có mặt ở Hàn Quốc, cô vừa đáp chuyến bay về nước vào ngày 23 tháng 6. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng chỉ ra những chi tiết chứng minh cô gái trong ảnh là Jennie. Như áo cardigan, màu tóc, móng tay, ốp điện thoại đều trùng khớp với những đồ Jennie từng diện. Trái lại thì không ít ý kiến cho rằng bức ảnh này là sản phẩm của Photoshop, họ chỉ ra bóng tóc của Jennie dài hơn bình thường, có thể là do Photoshop. Hiện chưa rõ nguồn gốc của bức ảnh trên là thật hay giả vì tài khoản này được lập ra không lâu và mới đăng hai bài đăng về tấm ảnh này, nhưng đây không phải là lần đầu V và Jennie dính nghi vấn yêu đương. Mới đây, những cư dân mạng tinh mắt cho rằng họ đã phát hiện ra một bằng chứng khác cho thấy V và Jennie đã dành thời gian bên nhau dựa trên một bài đăng trên câu chuyện Instagram của chính Jennie vài ngày trước. Trong bức ảnh hiện đang được lưu trữ, Jennie thể hiện sự trân trọng đối với bó hoa, bóng bay và những món quà khác mà cô nhận được từ Hera Beauty. Thật kỳ lạ, cô ấy đã bôi đen tất cả mọi thứ trừ những món quà, khiến rất khó để xác định cô ấy đang ở đâu. Tuy nhiên thì trong hình ảnh phản chiếu của chiếc bóng bay bên trái bức ảnh có thể nhìn thấy căn phòng phía sau. Fan tin rằng Jennie đã che đi môi trường xung quanh trong bức ảnh mà cô chụp vì cô được cho là đang ở trong căn hộ của V vào thời điểm đó. Ảnh so sánh đã được phát hành để cho thấy những điểm tương đồng giữa những gì được nhìn thấy trong hình ảnh phản chiếu của bóng bay và căn hộ của V. Trước những tin đồn hẹn hò rộ lên, nhiều cư dân mạng kết luận rằng V và Jennie sẽ cặp kè với nhau ở New York, có khả năng họ sẽ tận hưởng những buổi hẹn hò tránh xa tầm mắt của công chúng. Đáp lại thì đại diện của YG chỉ tuyên bố, Blackpink dự định sẽ thực hiện một lịch trình dày đặc khi họ rời đi vào ngày 25 tháng 8, bao gồm cả việc tham dự lễ trao giải MTV VMA cũng như nhiều lịch trình khác cho lần trở lại với album thứ 2 của nhóm. Blackpink sẽ biểu diễn tại MTV VMA 2022 diễn ra vào cuối tuần này lúc 7 giờ ngày 29 tháng 8 tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm đồng hành cùng Top Sao Hàn và các bạn đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn like và subscribe. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ đến những người thân yêu của mình. Nếu như các bạn đang có những ý kiến đóng góp, hãy để lại xuống comment phía bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.